Anh đi mua anh đi. Đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đông Triều tổ chức hội nghị tập huấn công tác. Hội nghị ngày hôm nay có đồng chí Phạm Thị Hạnh, Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh và Đào tạo, Hiệu trưởng Kế toán các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn toàn huyện 2014-2015, giảng viên là đồng chí Lê Viết Thành, Chánh Thanh tra, Ban giám hiệu, Chủ tịch công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn các trường mầm non, tiểu học. Và chúng ta đang dần triển khai các bước một cách kết hợp quy củ và năm học, và cái công tác quản lý tài chính trong các nhà trường là một vấn đề mà chúng ta cũng rất là quan tâm. Trân trọng mời đồng chí Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh về các đồng chí chúng ta tham gia một cách nghiêm túc, chú ý lắng nghe và các hướng dẫn. Sau đây thay mặt ban tổ chức, tôi xin Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Ninh lên thủ đạo. Thưa các đồng chí lãnh đạo của phòng và toàn thể các đồng chí trong hội nghị, tôi lại không được phép là hướng dẫn các đồng chí cái nội dung mà thì cũng xin các đồng chí là các đồng chí đừng trả lời rằng đấy là, cho nên các đồng chí trả lời là đồng chí Hạnh ở thanh tra sở hướng dẫn thì đang là cái chính sách có chức năng hướng dẫn thanh tra và chức năng lên kiểm tra. Ngoài câu chuyện như thế thì cũng mong các đồng chí là sau này làm như thế nào thì đừng nói rằng đây là thanh tra, muốn đồng chí thông cảm là tôi thì lại không phải là dân sức phạm, cho nên là cố gắng ghi chép lại. Thì tôi nghĩ là cái việc ghi chép có thời nay như một cái nội dung của công tác tài chính, thì nếu mà đồng chí chỉ có ghi lại như thế nào cho đồng chí ghi lại để sau này nếu mắc vào cái chỗ nào thì xem lại. Tức
là toàn bộ những cái định mức nào mà để áp dụng cái nghề đấy, người ta cũng ghi là tối đa là 20%. Và cũng phải có mức phần đó, mức của người ta là nội dung mà đồng chí Hạnh đã trao đổi giúp đỡ chúng ta, cũng xin được thay mặt cho cán bộ giáo viên ngành giáo dục Đông Triều mà xin được cảm ơn đồng chí Hạnh, phó chủ nhiệm của sở đã dành cho Đông Triều những cái tình cảm hết sức là quý, những cái kinh nghiệm trong quá trình công tác đồng chí trao đổi rất là chân tình, rất là người nhà. Với nội dung thứ hai, xin trân trọng đồng chí giới thiệu đồng chí Lê Đức Thành, tránh thanh tra sở giáo dục và đào tạo Quảng Ninh, sẽ hướng dẫn toàn thể các đồng chí cán bộ giáo viên, tổ trưởng chuyên môn của các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn chúng ta về công tác thanh tra kiểm tra trong trường học. Sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời đồng chí. Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh và Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đông Triều thì ngày hôm nay đã triển khai đồng chí, đó là hướng dẫn đồng chí một số nét căn bản nhất trong việc tổ chức thực hiện thu và quản lý các nguồn thu trong nhà trường. Tôi nói thật đồng chí, nếu mà làm một cái làm thôi thì cũng nhiều đồng chí hiệu trưởng phải dùng sao ấy, không đúng quy định, mà chúng ta làm theo cái gọi là thấy bà lại như thế thì tớ là chúng ta theo thực sự với quản lý giáo dục, đó là quản lý giáo dục, cố gắng làm thế nào đó các cơ sở nắm được cái nguyên tắc thu và quản lý các nguồn thu, huy động được cái nguồn lực xã hội nhiều nhất. Theo buổi chiều nay mà ta gọi là kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục, và nếu còn thời gian thì tôi sẽ trao đổi đồng chí một cái xây dựng cái nội dung thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng của các cơ sở giáo dục. Chúng ta không bao giờ đề cập đến, mà chúng ta chỉ đưa ra một cái bột sẽ đấy là nhiệm vụ giáo viên của giáo án. Thế thì người ta đưa cái quy tắc ứng xử mà chúng ta sẽ vào cái bài đầu tiên thanh tra giáo dục, thì tôi hướng dẫn chỉ một số nét chính trong cái nghị định 42. Bài thứ hai là thanh tra chuyên ngành đối với phòng giáo dục và đào tạo, và cái thứ ba là thanh tra chuyên ngành đối với cơ sở giáo dục. Cuối cùng xin kính chúc đồng chí chúng ta được khỏe, xin thành cảm ơn.